Hôm nay thì mình sẽ vẽ với màu nước thiên long và giấy A4 cứng loại 160 GSM. Trước tiên thì mình sẽ pha màu trắng với ít nước và khuấy đều lên. Các bạn để ý thì mình sẽ pha từ màu sáng đến màu tối, như vậy sẽ hạn chế việc làm cho các màu sáng của mình bị nhiễm nước bẩn nếu mình pha màu tối trước. Kế đến là màu vàng. Sau đó cho một ít màu cam vào để tạo màu vàng nghệ. Tiếp đến là màu đỏ. Với màu xanh dương đậm Ultramarine Blue thì mình sẽ pha ra hai ô. Một ô thì mình sẽ giữ nguyên bản, ô còn lại thì mình sẽ pha thêm màu đen để tạo ra xanh dương đậm. Và cuối cùng là ô màu đen riêng. Trước hết thì mình sẽ dùng cây cọ đầu vuông để tô lớp nền. Màu xanh dương đậm sẽ vẽ ở trên cùng, khoảng 1/5 tranh. Tiếp đến là màu xanh dương nguyên bản. Bây giờ là đến màu trắng. Các bạn lưu ý là nhớ rửa cọ thật sạch trước khi mình dùng màu trắng nha. Đến màu vàng nghệ. Và cuối cùng là màu đỏ. Mình có thể dặm lại màu trắng và màu vàng để nền được đều màu hơn. Rắc một ít sao bên trên. Vẽ mặt đất bên dưới. Sau đó sẽ dùng một cây cọ đầu nhọn để vẽ các cây xương rồng theo cách đơn giản nhất. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the crown is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you. Vẽ thêm vài bụi cây gai bên dưới.
Vậy là xong rồi, chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.